Nơi gần hồ Tuyền Lâm có một ngọn đồi gọi là đồi Thánh Giá. Trên đỉnh đồi có một hầm mộ cổ của người một gia đình người Pháp xây. Đó là ông bà Pharo. Ông bà thời đấy ông bà có nhiều đất đai ở Đà Lạt và có trại bò sữa ở Chi Lăng. Đây là ngã ba đi thẳng, không rẽ vào đường nhựa.
về chứ không hả anh? Khoảng 4 mét ha. Vào trong hầm mộ mình xem. Đây là những cái cấp bức. Mình vào xem trong hầm mộ nha. Và đây là cái hầm mộ. Và ở chính giữa, phía trên có một lỗ hổng rất lớn, như một ống thông hơi.